xa đã một đi không trở lại. Để rồi những đêm mưa, mưa phùn gió bắc, người phụ nữ lặng lẽ nhớ về tuổi trẻ, người đàn ông âm thầm mơ về mối tình đầu của mình. Và sau đây, bài hát Người tình mùa đông qua sự trình diễn của thí sinh số 4 Nguyễn Thị Kim Nga, Kim Ngân. Up on stage is contestant number 4, Nguyễn Thị Kim Ngân from Orlando, Florida. Today, Kim will be singing one of her favorite Vietnamese songs. She believes the song can be fit for any occasion because the meaning is the feeling of love all year round. Please welcome contestant number 4, Nguyễn Thị Kim Ngân. Thank you. Thí sinh số 4.